đơn giản một điều là các bạn ấy chỉ có biết yêu thương bản thân mình thôi. Và các bạn nghĩ là các bạn ấy chỉ có cống hiến như này là đủ rồi. Là đủ cho cái gì? Đủ cho bản thân mình mà thôi. Chứ nếu như mà giả sử các bạn ấy có tình yêu thương, chỉ cần nhen nhói một cái tình yêu thương thôi là tình yêu thương bố mẹ. Đó, vì bố mẹ sắp già, vì bố mẹ sẽ còn bệnh tật, thì lúc bây giờ các bạn sẽ nỗ lực nhiều hơn, bởi vì là bố mẹ đã cống hiến tất cả những cái cuộc đời tuổi thanh xuân của mình cho mình rồi. Và lúc bây giờ thì các bạn sẽ nỗ lực nhiều hơn để mà cống hiến. Thực ra cái cốt lõi sâu xa ấy, đó chính là các bạn ấy chưa trang bị đầy đủ được cái động cơ kiếm tiền, cũng như là ẩn sâu trong dưới đó, đó chính là cái tình yêu thương của các bạn ấy chưa đủ lớn. Mình muốn nói ở đây có nghĩa là sao? Bởi vì ngay từ lúc mà các bạn ở trong gia đình và ở trên ghế nhà trường hoặc là trong làng xóm, cái thời đại của chúng ta là cái thời đại công nghiệp rất là bận rộn, nên là bản thân những cái đứa bé sống ở trong cái gia đình đó đôi khi bị cô đơn ngay trong chính gia đình của mình, cô đơn ngay trong chính cái lớp học của mình, cô đơn ngay trong chính cái tòa chung cư của mình, và các bạn ấy không có được cái tình yêu thương ở bên trong đó. Và khi các con không có được cái tình yêu thương thì đơn giản một điều là các bạn ấy chỉ có biết yêu thương bản thân mình thôi. Và các bạn nghĩ là các bạn ấy chỉ có cống hiến như này là đủ rồi. Là đủ cho cái gì? Đủ cho bản thân mình mà thôi. Chứ nếu như mà giả sử các bạn ấy có tình yêu thương, chỉ cần nhen nhói một cái tình yêu thương thôi là tình yêu thương bố mẹ. Đó, vì bố mẹ sắp già, vì bố mẹ sẽ còn bệnh tật, thì lúc bây giờ các bạn sẽ nỗ lực nhiều hơn, bởi vì là bố mẹ đã cống hiến tất cả những cái cuộc đời tuổi thanh xuân của mình cho mình rồi. Và lúc bây giờ thì các bạn sẽ nỗ lực nhiều hơn để mà cống hiến. Nếu như mà các bạn hiểu được một điều là mình cần phải có tình yêu thương để mà giúp đỡ cho cộng đồng xung quanh, để mà nhìn được những nỗi đau của những người xung quanh của mình, và lúc bây giờ các bạn cần phải các bạn biết được rằng là mình cần phải nỗ lực hơn nữa vì cộng đồng. Ví dụ như các bạn chỉ cần nhìn xa hơn một chút thôi, là thực chất Việt Nam mình so với nước khác hoặc tại nơi của mình ở đã nhiều bạn trẻ được đi học hay chưa. Mình biết là có rất là nhiều bạn, ví dụ như là ở các tỉnh miền biển chẳng hạn, là con trai thì nghỉ học để mà đi đi thuyền với cả bố mẹ, rất là đau lòng luôn. Con gái thì lại phải ở nhà lấy chồng và đi đan lát, đan cái lưới biển. Đó, mình nhìn sang những cái cảnh đời như vậy và mình thấy là ok, tôi cần phải có trách nhiệm, tôi cần phải có tình thương. Tức là khi mà mình có cái tình thương như vậy thì thực sự là mình sẽ mong muốn là mình giúp và mình cống hiến cho quê hương của mình. Đó, và mình làm không phải chỉ lo cho bản thân của mình nữa, mà lúc bây giờ mong muốn là quay trở về quê hương, có thể mở thêm được góp tay để chung sức để xây thêm những ngôi trường. Hoặc là có rất là nhiều các bạn trẻ, các bạn ấy trở nên giàu có nhé, các bạn đóng góp cho xã hội và bạn ấy sẵn sàng bạn ấy trích một phần tiền của bạn ấy ra để mà đi làm từ thiện rất là lớn luôn. Và thực sự là mình rất là cảm ơn về những cái tấm gương như vậy. Nó có những bạn cấp 3 thôi cũng đã gây được những cái quỹ để mà nuôi những cái em nhỏ, mặc dù bạn ấy chỉ bán hàng ngoài giờ thôi. Đó, ví dụ như bạn Bống Chảy Bưởi chẳng hạn, chỉ là bán hàng ngoài giờ sau giờ học thôi, bán chảy bưởi sau giờ học thôi. Và từ đó bạn ấy gây được những cái quỹ, và cái quỹ đó nuôi đến hàng trăm em đi học ở trên Tuyên Quang.